Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em test cái máy cắt ống nhựa và cao su cho anh em xem. Thì Milwaukee 27 2470 gạch 20. Thì cái thân máy này nó cắt ống nhựa và một khách hàng ở Hà Nội thì gửi vào cho mình cái ống ống chuyên ống này từ Mỹ về luôn nha anh em, Made in USA. Thì đỡ cắt cái ống cáp này bao gồm có cao su này, cáp này và nhựa này. Cái này có lẽ là chuyên trong ngành dầu khí. Thì họ yêu cầu họ nhờ mình test dùm cái máy này. Thì mình sẽ test dùm tại vì mình cũng không biết chắc là nó cắt được hay không. Đó, thì mình test cho anh em xem nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh mình. Thì mình test cho anh em xem nó như thế nào. Ok, thì cái máy này nó Milwaukee 12W này, đây. Wow, rất là đẹp nha anh em. Đấy. Nó rất là chuyên dụng luôn. Để cho nhà máy họ họ làm. Đây là họ cắt bằng tay, bằng dao. Mà cái này nó không có đẹp bằng các chuyên dụng, đồ chuyên dụng mình cắt như thế này. Thì nó sẽ nhanh, gọn và tiết kiệm công hơn. Rồi mình test lại cho anh em xem nha. Đây, cái ống này nó cắt ống nhựa đồ rất là thoải mái. Thì ống này nó mở ra tầm khoảng 40. Đây Milwaukee 27 2470 cho phép mình cắt được 40 trở lại nha anh em. Rồi mình cắt lại cho anh em xem. Mỏng thử nó đẹp không nha.